xin chào các bạn, mình tên là Hoàng, mình đến từ nhạc cụ Minh Phụng và chủ đề video hôm nay sẽ là hướng dẫn thao tác các chức năng cơ bản trên cây đàn Gershwin K150. Xin các bạn cùng theo dõi. Còn phía bên đây là nút demo. Khi các bạn nhấn nút này thì các bài hát mẫu sẽ hiện lên và có thể là chúng ta sẽ giải trí nghe theo. Số 2 này đây, rhythm. Nhấn vô, lúc này mình sẽ chọn cái điệu bằng cách là mình sẽ nhấn những cái bảng số kế bên đây hoặc là nhấn dấu cộng hoặc là nhấn trừ. Bây giờ mình sẽ chọn một cái điệu đơn giản thôi, 2-2. Lúc này mình sẽ bấm startup để nghe thử. Để đổi điệu khác thì các bạn có thể nhấn dấu cộng hoặc là nhấn trừ. Thì các bạn nhấn nút thứ ba là tông. Rồi tương tự như cách chọn thì các bạn có thể nhấn những cái số trên đây hoặc là nhấn dấu cộng là dấu trừ để đổi tiếng. Bây giờ mình sẽ chọn một tiếng bất kỳ. Mình chơi thử. Bên góc phải của các bạn là các chức năng như là sustain, vibrato, double voice, keyboard split, như là touch. Cụ thể hơn, đối với nút sustain khi các bạn nhấn một lần thì khi các bạn gõ những phím trên phím đàn đó, thì nó sẽ ngân dài hơn khi các bạn như là các bạn đang đặt pedal của đàn piano cơ vậy đó. Mình chỉ nhấn một lần là mình không có giữ, nó vẫn ngân. Khi các bạn tắt chức năng này đi, các bạn nhấn một lần thì nó sẽ gọi là bị ngắt khi các bạn vừa mới nhấn thôi, mà các bạn buông ra liền thì nó âm thanh nó sẽ bị ngắt. Đó, mày thấy sự khác biệt không? Chức năng vibrato những nốt trên phím thì cái âm thanh nó sẽ rung, nó sẽ có độ rung nhất định. Nghĩa là làm dày tiếng của bạn lên khi các bạn nhấn double voice, và sau đó các bạn nhấn những cái nốt trên phím đàn thì cái tiếng của cái đàn nó sẽ thêm một cái hiệu ứng nữa của nhạc cụ khác làm cho cái tiếng nó dày hơn. Nhấn mạnh âm thanh nó sẽ to hơn, và khi các bạn nhấn nhẹ âm thanh nó sẽ nhỏ đi, làm cho các bạn chơi một bài hát nó có cảm xúc. Này mình nhấn nhẹ, nhấn mạnh. Sử dụng trên cây đàn K150. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Cảm ơn các bạn đã xem video clip. Nếu các bạn có thấy hay thì hãy để lại nút like và subscribe cho nhạc cụ Minh Phụng để chúng mình có động lực làm những video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn.